Hai mẹ con mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì tình cờ ông xã mình mua được xài sống ngon quá trời mọi người. Thiệt tình thì bên Việt Nam mình cái này không có hiếm cho lắm. Nhưng mà bên Hàn á, thỉnh thoảng mà mình muốn ăn loại xài sống mà cứng giòn giống vậy á thì mình phải mua trước á, tầm 2-3 hôm á, thì khách đen nó mới gửi về tới cho mình. Và cũng ngay mùa thì mới mua được, còn đa phần á, ở siêu thị hoặc chợ của Hàn á, người ta chỉ bán toàn là xài chín thôi mọi người, tại vì người Hàn người ta thích ăn xài chín cái loại mềm chứ không ăn loại xài sống của mình. Đây giới thiệu với cô chí cô chú, con là người Hàn gốc Việt, con mẹ mới về là test thử coi là nó có giòn hay không. Thì con nhóc nói là mẹ ơi cho anh xin cái trái xoài này ăn đi, là không có chịu cho mẹ gọt vỏ mà cũng chỉ nói là để mẹ rửa rồi xong rồi cho con nghe, là như vậy là ăn thôi chứ không có cho mẹ gọt đâu cả nhà ơi. Giờ mình tắt ga mời cả nhà cùng dùng chung với mình nha. Thì xài sống này bữa nay mình làm hai món. Một cái thì mình làm gỏi mọi người, còn một cái thì mình tách ra ăn sống. Kiểu là mua xài sống mà tách ra được gạch gạch về vui lắm mọi người, tại đa phần á nhiều khi á người ta bán về tới mình á nhiều khi không còn được giòn lắm, vậy mà mua được cái này nói chung là rất thích rồi mọi người, kiểu như là rất ưng bụng rồi. Hay có cậu nhóc biểu cảm thì cả nhà ngon không con mà xích chắc cái này thì nó không có gọi là quá chua cả nhà, tại vì nó đã già nó hồng nó vàng rồi, chứ nó vàng rồi cả nhà, nó cũng không có quá chua, nhưng kiểu như hơi có hột chua là kiểu giòn ăn ăn giòn được dữ á nên mình cũng thích mọi người. Giờ thì mời cả nhà cùng đi chơi với mình và em bé nha. Đây là muối mình chuẩn bị sẵn, ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Con đừng giục lung tung, ăn để ra cho mẹ. Để ra cho mẹ. Nhà kia để đây mà. Bố con Ừ. à. Ờ con ăn đi. Ăn Ừ. Cứ cho con hả? Được rồi. Yên gan mấy con chuột trên cây. Giờ mới gian mình hồi nhỏ trong cả nhà mẹ gọt xài đường rành, giờ đang xin cái hộp chứ không có ăn thịt mọi người, thịt xài đều không ăn mà chờ xin cái hộp.
này mẹ làm ngon mực ngon lắm. Nhâm nha. Hồi nãy trong lúc mà mình bầm xài làm gói mực á, là ảnh đã ăn thử rồi cả nhà. Cái trái này á, hồi nãy mình gọt á, nó già, kiểu như nó vàng ươm nhưng mà giòn lắm mọi người. Cho nên là mình không có lấy đường, tại vì nó giòn rồi nó già tới á, nên nó không có còn cái vị chua không, cái chua chua ngọt ngọt sẵn rồi, nên mình chỉ ướp một tí nước mắm với cái này thôi mọi người, với để nè, để mực vô. Ngon quá cả nhà. Lần trước á mình kể mọi người nghe. Kể đây cho mẹ đây đây, vô đi. Lần trước á ông xã mình á cũng nghe nói là tới mùa xài rồi, vợ cũng muốn ăn. Cái ông xã mình mua về mọi người. Nó cứng thì không cứng mà nó mềm thì không mềm, mà kiểu như nó hơi đúng dốc á mọi người. Gờ nó hơi mềm mềm tay tí à, nhưng mà nó chưa có chín. Kiểu mua về, trời ơi, kiểu này sao giống đi siêu thị mua quá mọi người. Cho nên lần này mua không có cho vợ hay. Giống như là mua về rồi á, tới ngày khách be nó gửi á, người ta báo tin nhắn, ông xã mới điện cho mình, ơi vợ ơi, ra cửa lấy xài vô, anh có mua rồi. Ủa mua nào vậy? Nếu mua mấy hôm mà hôm nay tao mới gửi giờ. Mình ưng bụng cái xài này, gói xài này nó giòn, nó cực kỳ dễ ăn. Dễ à, con đừng có giật lung tung nha. Hồi nhỏ nhỏ tí lắm mọi người, bé nhà mình nó không có thích ăn hậu chua, yêu cầu có hậu chua là nhả chả. Sau mà khoảng nửa năm nay, từ cái lần mà mình về Việt Nam chơi á, là bé tự động ăn được đồ chua nhiều hơn, ăn được đồ Việt Nam nhiều hơn. Mẹ kêu con gửi thế nào cho mẹ à, thấy mấy đồ cung cung. Sao nói lại một cô sao? Một cô ngon.
Con nói ăn ngon, ngon, ngon. Con nói ai? Ăn ngon, ngon. Giỏi. Mấy hôm nay cũng bắt đầu nói tiếng Việt nhiều nữa cả nhà. Con này ngon quá mọi người. Mời cả nhà, mời cô chú, mời mọi người. Ăn hết miếng xài mà mới nhớ trực mời cô chú à. Nào, bye bye cô chú rồi, bye bye. Bye bye. Hai tay để cái này bye. Xuống. Hai tay bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt mọi người nghe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video của mình. Nếu mọi người cảm thấy vui và hay thì nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.